Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay đó các bạn thì mình lại tiếp tục với những con boss trong Golden Rồng mới được. Hiện tại là mình đã đánh được cái con Godzilla ở tập ngày hôm qua rồi ăn. Cho nên bắt đầu mình sẽ tới con dưới này nè. Con dưới này mình sẽ hút vô một cái, bật lên một phát, dứt một phát. Trời ơi, tắt đi luôn. Bắt đầu từ cái con này đó thì có nhiều bạn nói á, là nó bắt đầu có cái chiêu kiểu như là cái chiêu one hit đó các bạn. Cho nên mình thấy cũng hơi ghê ghê ăn. Giống giống như lần trước cái con sói á. Nhưng mà con sói thì nó chỉ đánh mình 90% máu thôi chứ không phải one hit, cho nên cũng đỡ. Thôi thì mình sẽ sử dụng thử cái con nha, con Godzilla của mình đi. Godzilla mới bắt ngày hôm qua, mình sẽ thử cái chiêu đứng ở trong cái vòng tròn bảo vệ đó các bạn. Sau đó thì sẽ ba mấy chiêu mưa thiên thạch thử là được không ha. Đấy, mình sẽ ra phía bên ngoài để mình thử chiêu một cái ha. Con này thì có cái chiêu chuột phải nè, rú lên sau đó thì thiên thạch ở trên rớt xuống. Rồi mình sẽ summon ở phía bên ngoài đi. Rồi bắt đầu mình sẽ chạy vào phía bên trong liền á. Để xem coi. Đó, nó rớt xuống phía bên dưới kìa. Chạy cho mình núp liền không. Xem coi chiêu thiên thạch, mưa thiên thạch thì có làm cho nó bị mất máu không. Và nó sẽ ở ngoài cái siêu á. Ở trong này thì mình sẽ là ba chiêu mưa thiên thạch liên tục luôn. Đó, dính đam kìa. Ui, kéo nguyên một giây luôn á. Nó thì dính có 400 mấy thôi, còn mấy con lẻ tẻ phía bên ngoài kia là tới tận 800 đam luôn á. Nhưng mà hết rồi ăn à, vậy là bắt buộc là mình phải chạy ra phía bên ngoài mình sử dụng chiêu mới được chứ không có núp ở trong cái siêu này được. À, ra phía bên ngoài sau đó thì mình sẽ sử dụng cái chiêu ăn. Ở đó nó lại gần nha, ghê nha. Ui da, 4 triệu đam một hết, không phải là chiêu quanh hết cho nên không sợ. Ây da, nó có chiêu mọc cây lên nữa kìa, và uống máu vô một cái và mưa thiên thạch. Đó, bắt đầu rớt rồi. Mình sẽ chạy cho mình núp ăn, trong lúc chờ đợi cái chiêu thiên thạch nó rớt xuống mình có thể dòng qua đầu phía bên đây để bắt đầu mình sử dụng cái chiêu đó luôn cũng được. Chứ con này lù đù các chiêu rất rất là chậm luôn á, nhưng mà được cái đánh xong bỏ chạy được ăn. Chỉ sợ mình đang các chiêu nó sử dụng cái chiêu đó one hit mình thôi chứ còn không sợ. Uống máu cho một cái lại tiếp tục chạy vào phía bên trong thôi. Dính đam. Mình lại tiếp tục ra phía bên ngoài đây để mình các cái chiêu liền. Đó, nó lại gần mình nữa nè. Đó, dính đam liền. Ui, máu con kia nó tụt xuống nhanh lắm các bạn. Mới đây mà 30% máu đó rồi. Ôi da, ui, không để ý máu là chết luôn á. Mà nó còn có chiêu làm chậm con đệ của mình lại ăn. Ôi, đã lù đồ chậm như rùa rồi còn đi chậm nữa chứ. Chà, con này chậm quá. Đây, hết chiêu thì mình sẽ lại tiếp tục vòng ở phía bên đây. Lại tiếp tục cá chiêu chuột phải ăn. Nó thì đang chạy qua nè, vậy cứ lùa nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại thôi. Trong lúc mình cắt chiêu này mình sợ nó sử dụng chiêu của anh hết mình thôi chứ không có sợ gì hết á. Ở đó đó à, mình thấy có chiêu nhảy lên ăn, nhảy lên rồi dậm xuống một cái. Ở chạy thôi. Ở trên thì đang rớt xuống á, do trong này mình uống máu một cái, sau đó mình lại chờ đợi rớt thiên thạch xuống ăn. Gần tới đất thì mình lại qua phía bên đây thôi. Đó, nó lại kéo mình một giây lên kìa. Dậm chân nè. Và thiên thạch chuẩn bị rớt chơi xuống. Ui, nó có chiêu gì nổ ghê lắm. Tốt nhất là mình nên chạy vào phía bên trong á. Cứ uống máu điều tay, à, hết máu rồi. Không sao. Ngày hôm qua mình có chế máu ở trong cái bàn chế hút của mình á. Nhưng mà mình chưa có lấy ra. Hôm nay thì mình sẽ vô phía bên trong để mình lấy ra luôn đi. Hôm qua chế tạo 100 bình trong này vẫn còn nguyên nè, chưa có lấy ra luôn á. Với 100 bình này thì sử dụng vô tư á. Con này thấy nó lù đù vậy thôi chứ cũng có giá trị sử dụng lắm á. Này, thử luôn. Đi lên ngoài. Giác cái gì vậy? Ui, bây giờ nó có chiêu đóng cái lồng nữa nè. Cái lồng của nó nhìn xịn hơn cái lồng của con sói nhiều á. Con sói là cái lồng bằng gỗ, còn con này là cái lồng bằng bằng công nghệ tết luôn hay gì á. Mà nó đâu mất tiêu rồi. Ủa, nó đi ra ngoài cái lồng nó luôn hay sao á. Thấy ghê vậy. Cái lồng nó hình như cũng có tính đam cho mình á. Giờ thì ra phía bên ngoài để mình cắt chiều cái. Đứng ngay nó mình cắt chiều luôn. Liên tục để ý ống máu, ăn. Thấy nó rú rú là thấy sợ quá. Bà ơi, mà nó cứ sử dụng cái lồng như vậy thì mình lại không có. Ồ, nó khắc chế cái chiêu mưa thiên thạch của mình rồi. Cái lồng này có cái nóc ở phía bên trên nè.
Vậy là không được, không được, không được. Để đến lúc mình thì cất con này vô rồi, mình sẽ sử dụng sang cái chiêu cái con dép đi. Bây giờ cho nó cơ động ha. Giờ theo kiểu hit and run luôn. Mất tiêu cái lồng rồi, trời ơi. Mới di chuyển sang con dép thì nó mất tiêu cái lồng rồi. Mình ra phía bên ngoài để mình sử dụng chiêu. Đây rồi, chạy vô, chạy vô, chạy vô liền không. Con dép này của mình máu hơi dế cho nên hơi sợ sợ. Ra phía ngoài, dứt cho một cái. Cái chiêu quả cầu hư không này phải là gần á. Dứt cho một cái, chạy vô. Dứt cho một cái, dứt cho một cái. Ủa, sao quả cầu hư không bây giờ thì nó không có kéo đi một giây nữa. Nó nhảy có một đam vậy. Nó nhảy có một đam thôi à. Nhưng mà bây giờ hết cái lòng ha. Mới ra sử dụng thì mình thấy nó kéo đi một giây, nhưng mà sau đó thì nó lại chỉ có một thôi. Vậy thì mình sẽ sử dụng tới gót nữa đi. Gót hoặc là con sói cũng được. Con sói thì nó cũng cá chiêu cũng thuộc dạng chậm như rùa luôn á. Còn con này thì được cái là chơi lòng vòng với nó, ăn hit and run với nó được. Mưa một cái nè. Em nó thì sắp sửa cũng đi rồi. Vài vòng nữa thôi là đi mà. Con dép được cái phát đầu tiên ha, mình sử dụng cái quả cầu hư không á, cái nó kéo đi một dây đam nhìn mê lắm. Mà sau đó thì không có được. Nó có chiêu mọc cây rồi nhảy rồi dậm dậm đất chi tùm lum la đó. Rồi vòng ở phía bên đây thôi, thấy lù đù thôi chứ không coi thường nó được ha. Đó, hồi kiện kéo một dây nhịn mơ không, rồi rú một cái, mỗi lần nó rú là nó đứng lâu lắm. Ui da, cho sánh chết kìa. Ủa nó có chiêu hú hú rú rú gì á. Nó mọc cây mình là mình sẽ bị xì lô lại, đi chậm như rùa ăn. Nó có chiêu gì đánh mình cái em muốn trắng cây máu luôn á. Vô thôi cưng ơi, vô. Ok, chạy vô phía bên trong được là hãy yên tâm liền ha. Nó làm chậm mình là thấy gớm quá. Và được một giây luôn nè. Và em nói thì chỉ còn 140 tỷ máu nữa thôi là xong em nói rồi. Uống máu dùm cái ha, đảm bảo lúc nào cũng đầy cây máu cho chắc ăn. Đi vô trong cái bụi cây của nó mất máu dữ vậy. Núp núp vô một cái ha, chờ đợi cái chiêu thiên thạch của mình rớt xuống nữa thôi là em nó tự chết rồi. Với số lượng máu của em nó thì chắc là đủ sức á. Ok, chết không? Hình như không đủ đam. Ui vậy phải thêm một phát nữa, thêm một phát nữa. Dù phải thêm một phát nữa nè. Nó thì còn bao nhiêu máu đây? 28 tỷ à. 28 tỷ và đang dần dần tăng lên. Ui nó chạy vô trong được kìa. Cố hả? Nó cố lủi 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 vào trong cái bẫy của mình. Và hình như là nó không còn target mình nữa rồi. Nó chuyển sang target con sói kìa. Chết là đi vô trong siêu luôn rồi. Ôi bị con sói đánh luôn, bị con sói đánh luôn. Wow, 80 triệu máu một hit. Và nó bị cái siêu của mình đẩy lên phía bên trên. Và em mới sắp đi rồi. À, dám chui vô đánh em sói của mình. Ôi tính là nó bướng, nó chui vô được á. Và mình nhận được gì đấy? Một cái yên cửa với lại một phiên bản summon. Với lại mấy cái ống này nữa nè. Hồi nãy có mười mấy ống, bây giờ lên 22 ống luôn rồi. Và con này thì cũng đã xong nhiệm vụ rồi đó. Ok, cất em nó vào trong remote của mình cái. Mỗi lần leo lên đây xuống là hơi bị tốn máu ăn. Và chờ đợi cho cái này nó hết hiệu ứng đi. Mỗi lần cáp chiêu thì rất là chậm. Ây da, cái gì vậy? Ủa, sao tự nhiên mình lăn ra chết vậy? Hên quá ăn, đánh xong con boss mới chết. Là sao? Hình như cái chiêu dư âm của con boss thì sao á. Trời ơi, lăn quay ra chết không rõ lý do luôn. Thôi bây giờ hút đồ vô, hút đồ vô. Quan trọng là mình đã có được cái con boss này rồi. Dục cái viên ngọc ha. Giờ thầy lấy con dead ra, nãy nó con dead nó khắc chế con dead. Đánh được đúng con hit. Thường thường là quả cầu hư không này là sẽ đánh một cái là kéo đi một giây vậy nè. Mà nó đang kéo được có một đam mà cho nên không xi nhê hết rồi. Và mọi thứ ngoài này cũng đã xong. Con này là summon nó chắc là trở thành đệ tử của mình luôn. Mấy con về sau là nó như vậy hết á. Đúng rồi nè, 1.000 tỷ nè, ngon lành. Đây, dứt một phát. Rồi, xuống 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 thôi. Bét đây thì mình sẽ cất vô. Đây, chúng ta sẽ thử sức mạnh của con này một cái. Mà không quên cho nó cái yên cửa vô luôn. Lấy thịt cái đi. Ok, farm polymer luôn không. Ở đây hay kênh kênh. Đây là đánh thường á. Đánh thường là được 300.000 dam.
Còn chiêu chuột phải của nó là cái gì đây? Chuột phải là dậm chân ha. Một cái nè, hai cái nè, còn ít. Ít. Sử dụng cái sừng để hót ha. Nếu mà kết hợp với phím Ctrl X thì à đây 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 đây. Bắt đầu từ con này các bạn bắt đầu có chiêu kết hợp nè. Bữa giờ mình thử kết hợp rất là nhiều con nhưng mà không có ăn. Có con này thì có. Hú lên rồi cây mọc ha. À, chiêu này hồi nãy mình thấy nó sử dụng với mình nè. Chiêu này là để làm chậm và hết stamina nhanh chứ hả? Ồ, cái chiêu cây này nó hết stamina nhanh quá. Và chiêu C thử một cái. Chiêu C là à, đập đầu xuống đất hả? Thử lại cái nè. Đập à, đập chân, đập chân. Sau đó thì wow một cái ăn. Còn kết hợp với phím Ctrl nó thì nó sẽ là hú lên hả? Ủa? À, chiêu nó dài hơn một chút. Ctrl với C nè. Nó sẽ hú lên một cái. Sau đó thì ủa hết rồi. Ủa kìa. Ctrl C lại một cái. Ủa có công dụng gì á? À đập nè. À đúng rồi. Hú lên sau đó đập hai cái chứ là có vẻ hơi dài á. Còn shift với lại ít thử coi. À. Nó đá hả? Nó đá về phía đằng sau. Bình thường nếu như mà chiêu ít không á thì nó sẽ hất lên sau đó thì à hất lên thôi hả? Nhưng mà kết hợp với shift là nó sẽ đá ra phía đằng sau ha. Đó đá ngược ở phía đằng sau nè. Còn kết hợp với phím rơi thì rồi có luôn nữa. Ôi cũng là đá luôn nè. Nhưng mà đá theo kiểu khác nữa ăn. Vậy là con này có rất là nhiều phím kết hợp luôn á. Nếu mà shift kết hợp với Ctrl sau đó thì C thì à cũng là rú lên hả? À cũng là rú lên cũng vậy thôi. ALT thử á. ALT với X thì cái gì đây? Ủa? Nó làm gì vậy? Đây, 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 thấy rồi. Có chiêu luôn. Bắt đầu có chiêu ALT rồi đó. ALT với đoạn C thì ủa? À, nhảy hai chân lên là dậm xuống ha. Bình thường là C là nó sẽ à, đập xuống phía bên dưới là wow đúng không? Nhưng mà kết hợp với phím ALT thì nó sẽ nhảy lên để dậm con mồi xuống phía bên dưới. Con này chắc phải thử với lại cái con người rơm ha. Thử với con người rơm hay là thử thực tế luôn. Đây mình thử thực tế coi. Chưa hết combo nó nhiều chiêu quá. Đây ALT với C một cái này cho nó dậm hai chân nè. Ồ 666 hả? Ồ ác quỷ ác quỷ. Qua phía bên đây mình đá thử coi ăn. Tiếp Ctrl với lại chiêu này thử một cái coi. Ồ đâu rồi. Tiếp với là ít một cái thì trời ơi. Mọc cây lên sau đó thì kết hợp với phím shift nữa thì thôi đi rồi. Còn con thì đánh thường. Ui à nó đang có cái búp gì nè. Đánh thường bây giờ âm luôn kìa. Nó có cái chiêu là bật cái búp cho nó lên các bạn. Đánh tăng đam ghê lắm luôn á. Nếu như mà bình thường mình đánh như vậy á thì đó. Hồi nãy là mình đánh thường là âm 2 tỷ á. Đánh thường bình thường không có búp là nó chỉ có 8 à 300 mấy thôi ăn. Có 308 thôi. Đó 308 nè. Còn nãy bấm phím nào tự nhiên ra được cái chiêu búp đó nè. Đây là đá. À đây đây đây, à biết rồi. Phím Ctrl với ít các bạn. Nó có búp nè. Sau đó thì bắt đầu đánh thường là sẽ tăng đam dữ lắm. Nhưng mà nó kiểu như tuột stamina theo phần trăm á. Cho nên là nó hết sạch stamina luôn à. Vậy phải chờ đợi cho nó hồi phục stamina lại. Mình thử một phát thôi. Còn bây giờ thì thử kết hợp với lại bấm thường đi ha. Quy bình thường nè. Ủa quy bình thường là nó ngồ xuống như vậy. Còn nếu mà kết hợp với phím Ctrl với quy thì à nhảy lên đá à. Còn shift với quy thì cái gì đây? Ủa shift với quy không có à. Ờ shift với quy nó gồng gồng gì lên á. Còn chiêu R bình thường á là à nhảy tới à. Nhảy tới nhảy tới. Còn shift với lại R thì ủa à nó hết stamina cho nên nó chưa sử dụng chiêu được. Từ từ để cho nó hồi phục đầy stamina là một cái đấy ăn. Con này hết thức ăn luôn à. Nó hồi lại không kịp. Nó có đồ ăn trong này nè.
Chờ đợi cho đầy tâm anh ạ. Đó, bây giờ thử lại ăn. Nếu mà ship với lại quy trước đi. Ship với quy, à đây ship với lại quy là búp. Cũng búp lên ăn. Nhưng mà búp cái hết stamina luôn á. Trong lúc chưa hết stamina thì đánh thường một cái. Ồ đúng rồi, có chi búp là đánh mạnh hơn hẳn ăn. Nhưng mà em nó hết stamina rồi. Chờ đợi cho em nó hồi phục. Đầy 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 đầy. Cái này thì à. Đó được nửa cây liền. Quy bình thường nè. Còn ship với lại quy là búp lên. Rồi nhớ rồi nhớ rồi. Ship với quy nha. Rồi control với lại quy thì nhảy lên đập xuống không. À, nhảy lên đập xuống nè. Control với lại quy. Vậy là mình phải chờ đợi cho nó hồi phục stamina. Khi mà hết stamina đồng nghĩa với việc cũng là hết búp. Cứ mỗi lần búp lên là chắc chắn sẽ hết stamina ha. Con này đi thì nó hình như cũng ngang ngang với con sói á. Phải chỉ cho tăng điểm lên thì ngon quá, không cho. Được 3000 mấy giáp ha. Cây súng sọc gin. À cây này mình có rồi. Rồi bây giờ thì ship với là R thử một cái ha. À, cũng dậm chân ha. Nếu mà R bình thường thì nhảy tới đá sau lưng nha. Còn cần cho anh với là R thì à cái siêu hồi nãy nè, à cái dòng hồi nãy nè, cái này là gọi là cái đấu trường không, chụp cái lồng xuống nè, đúng rồi, cái này phải gọi là cái đấu trường mà do địa hình đó là nó sẽ bị hở ra là vẫn có thể đi ra phía bên ngoài được không, nhưng bật cái đấu trường này lên thì cũng tốn stamina dữ lắm, phải chờ cho nó hồi một stamina. Chà đây rồi, mục tiêu đây rồi. Mình sẽ thử coi. Dậm cho một cái nè. Ủa. À nó có chiêu đánh chết mình trên lưng thú. Con quỷ điếp lô này ghê vậy. Trời ơi. Chưa có dậm chân xuống thì nó quất cho một cái chết luôn rồi. Rồi mấy con này nó không có chiêu, nó không có cái nội tài bảo vệ mình khi mà mình ngồi trên lưng đó. Giống như con sói lần trước á. Mình ngồi trên lưng đó mình cũng bị chết, trong khi ngồi trên lưng con đét đó thì rất an toàn luôn á. Con đét nó có chiêu bảo vệ cho mình được. À, chưa có test xong mấy con đó thì ẹo luôn rồi. Nó thì chắc là không dễ chết đâu. Con Deep Loam này Abai cười bắp đó mà. Đâu ở đây nè. Trời nhức cái chuột phải cho nó một cái là đi ấy mà. Lao nháo nè. Rồi gót con này vô nè. Thử lại coi. Nãy giờ test tới đâu rồi không biết nữa. Mình test tới phím R nữa không. Quá nhiều chiêu quá. Lấy thịt nó luôn một cái. Ủa gì á. À, con này có phím nhảy nữa. Hay gì bấm bếp bay để nhảy thì nó sẽ phóng tới ăn. Nó phóng tới nó hút hai cái luôn nè. Ai có con bọ ngựa là mình hút thử một cái ơi. Dứt cho một cái. Hất cho một phát. Ồ 600 mấy. Cũng ghê gớm á chứ. Còn ALT với phím R thì đâu rồi. What gì á. Nó nhảy lên phải không. ALT với phím R nữa nè. À nó bay, ủ bay tuốt ở trên kìa. Hình một phát. Ghê 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 nha. Nhưng mà hết stamina luôn rồi. Tốn stamina cực kỳ luôn á. Phải chờ đợi cho hồi phục stamina bên kia có con cua hả. Ê cua bay. Ui 500 mấy luôn nè. Gửi con này thì mình có thể bắn được luôn hả. Dứt luôn. Trời ơi 94 tỷ turbo một phát một. Cái này là gọi là cái nỏ one hit rồi. Giết con này luôn một phát cho nó xỉu luôn, cho an toàn bên đó đi. Ây da. Quỷ kền kền nè. Rồi chiêu O thử coi. O này là O bình thường nè. À chiêu hút nè, hồi nãy mình thấy nó sử dụng nè. Còn kết hợp với ship thì ủa. Khi mà kết hợp với phím ship thì nó cũng mọc cây lên luôn á. Tính ra con này có nhiều chiêu mọc cây kia luôn á. Đây O với ship nè. Đại tiếp tục mọc cây luôn. Nếu mà cho spam mấy chiêu này một hồi là nó mọc thành một cái khu rừng luôn á chứ. Còn cần cho với O thử coi. À đá phía đằng sau à. Đá phía đằng sau. Còn cần cho bên trái thì cũng có chiêu luôn. Cần cho bên phải thì để combo thôi. Cần cho bên trái là để à cần cho bên phải là để đá phía đằng sau luôn. À, nó có hai chiêu cần cho luôn á. Vậy là thì con rắn mình đánh thường một cái thôi. Sẵn có phía bên đây mình là bắt luôn con cua này luôn á. Đây. Sẵn chiến sẵn chiến. Rồi à, để cho em nó nằm đây đi. Ngon ghê, con nó nhiều chiêu combo quá. Chiêu cần cho anh cũng có nữa. Ở đây thì cho nó ăn một cái thôi là được. Cái này dục cái này ra luôn ấy. Bút một phát.
Thêm một cái này đi không? Dứt vô cưng rồi. Đại rồi. Con này thì lát nữa mình về mình test thử với nó luôn không? Con này chắc không xa lạ gì với cái bộ kỹ năng của nó rồi. Con nó có chiêu sử dụng cái càng bắn từ xa đó. Trước mình có một con mà con nó ở cấp độ cùi bắp thôi. Còn con này xịn hơn nữa không? Đánh thường con cá sấu một phát. Để coi, control với control nó thì cũng hất lên ha, control thì cũng hất lên. À, ship với control thì sao? Cũng là hất lên, vậy là chiêu control này không có kết hợp được. Alt với control cũng hất lên, nếu mà Alt với nút nhảy không có à. Ship. À, cũng là phóng tới ha. Phóng tới sau đó thì hất con ngồi thôi. Phóng tới một cái nè. Có chiêu này ngầu ra ha. Đây, xây 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 vòng vòng cái bay lên. Bay lên đâu đó tú trời, nó dưới này không thấy gì hết, rớt xuống cái đùng cái. Mình sẽ thử cái chiêu nhảy lên dậm xuống cái bao nhiêu đam ha. Nhảy lên nè. Đó. Dậm xuống một phát. Wow, 800 hả? Cái chiêu nhảy lên dậm xuống này mới kết hợp với chiêu búp đam nữa đó. Thời chắc là mạnh hơn nữa không? Phải chờ đợi, nhưng mà nếu mà muốn kết hợp được là phải chờ đợi cho nó hồi lại cái đã. Nó hồi stamina cho đầy phát. Bam linh tinh có hai độc rắn nữa nè. Giờ chắc độc rắn có không cần nữa rồi. Nãy là ship với quy đó không? Ship với quy để búp. Búp cái nội tại lên. Đây, ship với quy một phát. Đó, có búp, có búp, có búp. Sau đó thì ALT với R một phát. Ủa, sao không nhảy nữa? Ở đây, nhảy lên. Trước khi hết stamina nha. Ủa, chiêu này lâu quá. Dậm xuống một cái. Đó, hoài âm 2 tỷ liền á. Ghê thiệt chứ. Chiêu G thử coi. Ui. À, chiêu một cây. Nó có chiêu G nữa các bạn. Nó có chiêu R rồi, chiêu G nữa ăn. Nếu mà kết hợp thử coi, ship coi. Ship với G thử coi. Nó làm gì vậy? À, cũng một cây hả? Nếu như mà là cũng là một cây thì nó cũng giống như chiêu G bình thường thôi. Rú lên hả? Có gì rớt xuống không vậy? Ship với R một cái nè. À, rú lên hả? Không thấy công dụng hết. Mình sẽ thử đứng gần mấy con rết thử coi nó có bị dính debuff hay gì không nha. Nhìn nhìn nó một cái rồi nó có dính gì không? À, đứng gần mới có thể gây đam được á. Còn cần cho với G thì à, đá phía đằng sau à. Ê, chết, 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 bấm lộn, bấm lộn. Ôi hình như đá phía đằng sau tận 3 hit luôn á. Chiêu này đá nè, cần cho với G nè. 1 hit, 2 hit, 3 hit. Ồ, đá phía đằng sau 3 hit mà không thấy dính đam hết trời. Kỳ vậy. Đánh thường nè. Trời ơi, đá phía đằng sau nhìn lực lắm luôn á mà đánh không có dính đam hết á. Vậy chứ G thì chỉ để một cây là chính thôi. À, nếu chiêu H thì sao? À, H không có à. Z là để hút sáo rồi. F á thì để bật túi đồ ăn. Còn chiêu V thì có không? V không có. Z thử coi. Ui Z có luôn nè. Ờ, Z cũng để hất hất ăn. Nếu mà cần cho Z. Ui có luôn hả? Đá. À, cần cho với Z là nó vừa combo bật cái búp lên với lại nó còn cả cái gì đó đá nữa và hết sạch stamina liền nếu mà sử dụng cái chiêu này á. Đây thì có mấy bọ ngựa rồi hả, giúp cho con bọ ngựa phát này. Để coi ship với lại Z thử cái đá phía đằng sau ha. À, cũng kết hợp với là búp luôn nè. Ủa đá phía đằng sau còn kết hợp với là cây mọc nữa không? Nếu mà chiêu Z bình thường thì chỉ là hấp 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 thôi ha. Nhưng mà kết hợp thì nó lại khác liền luôn á. Alt với Z thì à, đang hết stamina hả? Chờ mình combo thêm một chiêu Alt với Z nữa ăn. Đây. À, Alt với Z không có rồi. Ôi tính ra con này rất rất là nhiều chiêu luôn á. Bây giờ mình sẽ về mình thử với bây giờ chắc cũng không cần thử với người rơm nữa ăn. Nó có chiêu nhảy lên rớt xuống á. Mà trước đó thì phải kích hoạt, không biết có chiêu nào mà combo cho nó tự động kích hoạt chiêu búp sau đó nhảy lên liền luôn á. Chứ mình thấy có cái chiêu chiêu Z là thấy ngon á. Khi mà kết hợp tự động búp luôn. Đây mình sẽ thử với người rơm luôn các bạn.
Ở đây cần cho với Z thử một cái nè, đó nó tự rú lên, tự búp, sau đó thì tự dậm luôn. Đó, à, đá phát 3 tỷ đam mà có tăng turbo nữa không? Nhưng mà sẽ hết sạch stamina luôn á. Còn cái chiêu LTG này thật nhảy lên trên ha, bay coi như là nó bay ra ngoài cái siêu của mình luôn á. Rớt xuống một cái thì trời 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 trời. Ôi ôi mấy con người rơm của mình nó văng hết luôn rồi, bể hết luôn rồi. Và hết sạch stamina luôn không? Nhưng mà con người rơm bên kia vẫn còn. Trời, quất một phát combo chiêu nhảy lên xuống là trời ơi chỗ này nè. Người rơm của mình nó đẻ trứng được nha. Nhưng mà ở đây thì nó văng, trời ơi văng tốt ở phía bên này nè. Người rơm này thì mình có thể thu hoạch được. Đó, có khi lấy được gỗ hay lấy được thịt nữa. Ảo ma lắm, lấy được não Allosaurus nữa nè. Mà nó thấy văng ra 2-3 con vậy đó, văng tùm lum tùm la hết. Đó, vậy là chúng ta đã có một cái con siêu boss tiếp theo nữa không? Con này tới tận cũng 1.000 máu, 1.000 tỷ máu. Rồi đây thì con cua này thì còn có yên cưỡi anh. Mình vô mình sẽ chế tạo yên cưỡi cho em nó luôn. Chắc là cái yên bình thường thôi anh. Yên của con ca nè, đây, giết một cái. Rồi con này có cần nâng cấp lên không đây? Con craft trong này thì ở đâu rồi? Con ca nữa ở đây nè. À nó không cần phải có cái yên cưỡi của vanilla đâu, vô là chế tạo hẳn cái yên của silver luôn, sau đó bắt đầu mình nâng cấp dần 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 lên. Cái yên cuối cùng là cái yên 1.000 giáp hả? Được đó nha, được đó nha, đầu tư đáng để đầu tư nè, lên 1.000 giáp. Con này chỉ để spam chiêu từ xa là hợp lý, nó có cái chiêu đập càn đồ đó, bắn 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 còn hơn shotgun nữa. Lọt ginh này có thể bắn được tầm xa. Chắc là từ trước cho nó cái yên cùi cùi vô đi ăn, sau đó nâng cấp dần dần lên được. Cái này nó cần có cục như cục run vậy đó, cục run màu đen nè. Run màu đen thì cục này nè, chỗ này mình cũng chưa đốt xong nữa. Là mình sẽ lấy cái xô đây, mình lấy cái bơ phết xô nè. Bơ phết xô bây giờ mình có cả đống luôn rồi, 200 mấy bỏ trong này đốt cho nó xong luôn, nó hết cái mớ này luôn ha. Rồi bấm con ga một phát. Ra đây 100 mấy thôi được rồi, cái đó nâng cấp tính sao đi. Chỗ yếu ra test thử chiêu của nó không, đây xem có chiêu gì mới không. Đánh thường à, ủa của nó khác. À đây đây, bắn này bắn nè. Ủa sao nó bắn không xa được như cái con lúc trước của mình không? Rồi nó cứ bắn xuống đất thì sao á, chứ nó không bắn thẳng được. Ít thôi à, đây ít thì bắn thẳng nè. Đây đó, cái con trước của mình là đánh chiêu bình thường á là nó bắn thẳng luôn, còn con này thì nó bắn đâu xuống đất á. Này bắn vô con người rơm thử một cái nè, đam mặc định của nó coi, ui 50 triệu đam huyết. Ok, ôi ôi ôi, nếu mà kết hợp hai phím lại luôn á thì nó sẽ à, nó không có đập ăn, kết hợp chuột trái với chuột phải cùng một lúc thì nó sẽ đập xuống, và đập xuống á thì cũng 50 triệu đam một huyết, và đam nổi nhiều quá. Nếu mà kết hợp cần cho với ít thì không có rồi, cần cho với C thì cũng không có. À, ship ít ship với lại C LT ít LT C cũng vậy ha. Quy thứ ơi, quy là đánh kiểu như xung quanh ao e vòng vòng người. R thì không có, cần cho R, cần cho C, cần cho O O R. À, O R không có. Nhảy thì nhảy thì nó nhúng nhúng vậy thôi ha. À, nó không có nhúng nhảy cao được như cái con của Vanilla ha. Nó không có hạ người xuống sau đó thì gồng lên rồi nhảy lên thật cao á, nó chỉ có vậy thôi à, tưng tưng cà lưng tưng cà lưng tưng thôi à. Z đó thì Z không có chiêu, vậy là con này chỉ có để bắn tầm xa thôi, kết hợp hai càng lại là đấm AOE xung quanh. Ok, con này đáng giá để mình có thể đầu tư cho nó XP đó, để đánh tầm xa được ha. XP một phát dứt vô dứt vô. Con cua được cái cơ động cho nên có thể sau này chắc đánh theo kiểu hit and run được không? Chơi lòng vòng đại pháp với mấy con boss được á chứ. Cho nó cái chắc cơ chút em. Nhưng mà khuyết điểm của em nó là không có cái yên xịn nha. Yên chỉ 1.000 giáp thôi à. Con này hơi chậm. Mình sẽ cho nó cái này vào đây. Yên của mấy con boss mà kiểu như phiên bản mình đánh được nó đó là nó sẽ cho mình cái yên xịn lắm, mấy nghìn giáp thôi à.
Còn này mình chế tạo cái xịn nhất thì cũng chỉ được có 1.000 thôi. Uống một cái đó, dạ như một con cua mái luôn mà. Bây giờ mình sẽ đánh thường một cái thôi coi, 400 mấy. Chuột phải một cái thì chắc là cũng vậy, kết hợp hai chiêu lại với nhau thì cũng 400 mấy ăn. Còn chiêu ít 400 mấy C. Con này phải đánh bằng phẳng mới được, đánh địa hình dốc là nó sẽ bị lỗ lắm á, cứ đánh bằng phẳng là mình spam chiêu là xong. Ủa cái tổ hai ly nổ luôn hả? Còn quy coi, quy thử cái, quy thử cái nha. Quy cũng 400 mấy ăn. Nói chung là con này đam là 400 mấy, 400 mấy hết hết đó. Đi nhớ cái chiêu này mình spam liên tục thôi là clear map ghê lắm á chứ. Con gì đây, gigan đúng không? Gigan xương, đánh để lấy xương, cứ chiêu làm tới ăn như một cái máy càng luôn. À này giống như kiểu một cổ xe tăng vậy đó. Nhưng mà con cua này mình nhớ là nó có cái khuyết điểm là kháng đam kém lắm, đặc biệt nhất là mấy cái đam mà bắn vật lý ăn là vô đam em nó lắm. Bữa nay con măng thi co lần trước mình bắn xỉu nè, hôm nay mình xử nó luôn đi, một hit là đi rồi. Con gì đây, ôi con ăn gen nè, 360. Ôi lỡ bắn chết nó luôn rồi, một hit một là em nó đi rồi anh. Thôi sẵn hôm nay mình đi vòng vòng mình clear luôn khu vực này luôn đi, cho nó xuất hiện mấy con mới. Ây da, con o hả? O này thì một phát đi rồi. Bây giờ mấy con abai cũng một hit rồi đi, một hit rồi đi anh. Giờ không phải chống cự được với sức mạnh của con này của mình. Mấy con của mình bây giờ sở hữu rồi mấy con abai quá quỷ diệt. Đập để lấy thêm polymer nữa. Ây da, con gì đây? Mắc ma à, 60 vậy. Ui có titan nữa kìa. Một phát một à. Titan này là titan của vanilla. Xong. Một phát. Kết hợp hai càng bắn 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 tới. Chiêu Q này với lại chiêu kết hợp hai cái nút chuột trái với chuột phải thì nó giống y nhau không? Còn mấy chiêu này thì đam nó cũng y nhau hết à. Hai xung quanh thì dứt một phát. Con nhện gì nữa nè? À, cua bắp dứt. Nhảy 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 đi đâu cưng ơi. Xong, khu vực này đã được clear, mọi thứ chống vắng liền nha. Ui có rắn gì nè, rắn thời a bay à. Ok, dứt dứt dứt. Dạ dạ dạ, đọc 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 đọc. Đánh nó không nhanh, nó đánh lại á là cũng bị dính độc á, mệt mỏi với nó lắm á. Baronto hệ xương à, Keleton. Xong, ủa máy quỷ diệt của mình đây rồi. Tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. À con cá sấu nãy, hình như con cá sấu này mới nè chứ không phải con cá sấu nãy. Xong em nói luôn. Và để về thử với người rơm một cái ăn. Người rơm bây giờ chỉ còn có một con thôi. 600 mấy à, 660 một hit. Còn hai chuột một phát thì kết hợp chuột trái với chuột phải thì có khi 400 mấy, có khi 600 mấy ăn. Cũng giống nhau thôi. Và đánh con người rơm thì lắc lắm. Để em nói đây đi, con này thì cũng đã chắc cơ. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn đánh được thêm con boss tiếp theo ăn là cái con hu. Con hu này chắc là mình sẽ đặt tên nó lại đi. Đặt tên nó là gì bây giờ đây? Hu hu thiên thần đi. Đó. Ok, thấy nó màu trắng trắng ăn. Trắng trắng với xanh xanh này nè. Đặt là hu thiên thần là hợp lý luôn rồi đó. Vậy là trong tập ngày hôm nay có thêm một siêu boss mới các bạn. Sắp tới thì sẽ hướng tới những con boss tiếp theo nữa ăn. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như series ARK thì đừng quên cho mình xin một like phía bên dưới video để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.